Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Optum Đằng, và video này thì Optum Đằng sẽ nói về một cái chủ đề, đấy là một cái hiện tượng về triệu chứng song thị và cách xử lý, cách điều trị song thị. Song thị thì nó có thể xảy ra do cái hiện tượng lác hoặc là song thị ở tĩnh mạch, ví dụ là những trường hợp mà loạn thị cao gây ra tình trạng song thị, hay là những trường hợp mà loạn thị thể thủy tinh hay là sai lệch thể thủy tinh cũng có thể gây hiện tượng song thị. Thì đấy là những hiện tượng song thị xảy ra ở một mắt. Còn đa phần những trường hợp song thị hai mắt thì nó xảy ra bởi nguyên nhân đấy là hệ thống thị giác của chúng ta không duy trì được cái khả năng hợp thị, nghĩa là hình ảnh ở hai mắt của chúng ta không thể hợp nhất được với nhau để tạo nên một cái khối hình ảnh 3D, hình ảnh lập thể, thì lúc đấy nó sẽ xảy ra hiện tượng song thị. Vậy thì để giải quyết cái tình trạng song thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đấy là làm như nào để chúng ta giải quyết cái tình trạng song thị do hiện tượng lag gây ra, do cái hiện tượng rối loạn thị giác hai mắt của hệ thống hợp thị gây ra. Còn ở video tiếp theo thì Optum Đằng sẽ nói với mọi người về cái hiện tượng song thị một mắt do cái tình trạng là loạn thị cao hay là giác mạc chóp hay là sai lệch thể thủy tinh hay là loạn thị do thể thủy tinh gây ra. Thì bởi vì là thời lượng của mỗi một video rất là dài nên là chúng ta sẽ cần có hai phần, và cũng đa đa phần là mọi người sẽ xảy ra cái tình trạng song thị do hai mắt thôi, còn số ít những trường hợp mới xảy ra tình trạng song thị một mắt, nên là ưu tiên của Optum Đằng sẽ là làm cái video về song thị hai mắt trước. Chúng ta cần hiểu rõ về cái cơ chế gây ra tình trạng song thị này. Cơ chế đấy là do hai mắt của chúng ta, thông thường thì mắt của người bình thường thì cả hai mắt sẽ nhìn thẳng, đúng không ạ? Và mỗi mắt thì đều nhìn bằng cái hoàng điểm của mình. Đấy, thì lúc đấy mà khi mà cả hai mắt của chúng ta đều nhìn thẳng thì hình ảnh ở cả hai mắt đều rơi vào đúng hoàng điểm, và lúc đấy hình ảnh ở hai mắt là giống nhau. Giống nhau thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là có thể hợp thị được, nghĩa là sự dung hợp hình ảnh ở hai mắt giống nhau để tạo nên một hình ảnh 3D hay tạo nên một cái vùng thị trường 3D. Tuy nhiên cái hiện tượng song thị ở hai mắt gây ra do tình trạng chủ yếu là do tình trạng lag, thì khi mà mắt lag ấy, giả sử lag ngoài thì nó sẽ lệch ra bên ngoài, dẫn tới là hình ảnh ở cái mắt lag nó không rơi vào đúng hoàng điểm. Người ta gọi là cái hiện tượng là hình ảnh ở võng mạc ở hai mắt nó không tương ứng với nhau, dẫn đến hình ảnh ở hai mắt là khác nhau nên là không xảy ra hiện tượng hợp thị được. Đó, từ cái vấn đề là không hợp thị được thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng là song thị, nghĩa là mỗi một mắt sẽ nhìn thấy một hình ảnh khác nhau, nên là khi mà những người mà có biểu hiện song thị ấy, người ta sẽ nhìn thấy à, một cái cốc thành hai cái cốc, có thể là có một cái cốc nó rất là rõ và một cái cốc nó rất là mờ. Thì ở đây chúng ta sẽ cần giải quyết đấy là cái vấn đề là chúng ta làm như thế nào để cho võng mạc ở hai mắt khi mà nó đã bị lag rồi thì sẽ quay trở lại, làm như nào để nó nhìn ở hai vùng võng mạc giống nhau, giống như người bình thường là sử dụng hoàng điểm ở cả hai mắt để nhìn, đúng không ạ? Vậy thì để giải quyết tình trạng song thị thì chúng ta sẽ có 3 giải pháp. Thứ nhất đấy là chúng ta có thể phẫu thuật. Tuy nhiên thì cái giải pháp này khá khó, bởi vì là để phẫu thuật chính xác và cho cái độ lag rất là nhỏ để có thể cả hai mắt rất là cân như cái trạng thái của người bình thường thì rất là khó cho phẫu thuật viên. Và với những người mà có độ lag khá là lớn ấy nhưng mà vẫn có song thị ấy, thì đa phần là sau khi phẫu thuật xong thì vẫn còn song thị nhưng mà cái tình trạng song thị nó còn bé, thì chúng ta sẽ đi đến giải pháp thứ hai, đấy là huấn luyện thị giác. Cái giải pháp huấn luyện thị giác nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hợp thị ở hai mắt qua cái quá trình tập luyện và điều trị thị giác được. Đó, đó là giải pháp thứ hai. Còn một giải pháp thứ ba cũng xem là giải pháp cuối cùng hoặc là giải pháp nhanh nhất với những người mà rất là lười, không thể tuân thủ cái quá trình huấn luyện thị giác, hoặc là huấn luyện thị giác nó không có hiệu quả hoặc là phẫu thuật không có hiệu quả, thì chúng ta sẽ sử dụng cái giải pháp đấy là lăng kính. Đây cũng là giải pháp mà có rất là nhiều bạn quan tâm bởi vì nó có thể giải quyết được rất là nhanh cái hiện tượng song thị. Tuy nhiên với các chuyên gia về phúc sản nhãn khoa hay bác sĩ chuyên về phúc sản nhãn khoa thì sẽ hướng các bạn đến từ những cái phương pháp mà có thể giải quyết vấn đề tận gốc trước, ví dụ như là huấn luyện thị giác trước đó, sau đấy phẫu thuật hay là sử dụng lăng kính thì mới xếp đằng sau, nếu như các bạn không thể tuân thủ và không thể đáp ứng được với cái hiệu quả của quá trình huấn luyện thị giác thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chúng ta sử dụng lăng kính, hoặc là các bạn đã trải qua quá trình phẫu thuật rồi nhưng mà vẫn còn song thị thì chúng ta có thể sử dụng lăng kính để chúng ta giải quyết vấn đề song thị đó. Về cơ chế thì lăng kính sẽ giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh được cái đường đi của ánh sáng. Khi mà ánh sáng đi qua lăng kính thì nó sẽ làm thay đổi đường đi của ánh sáng khác so với là ánh sáng đi qua các môi trường trong suốt của mắt, cũng giống như ánh sáng đi qua các môi trường quang học khác, ví dụ như kính cận hay kính viễn hay kính loạn. Ánh sáng khi mà đi qua lăng kính thì sẽ bị thay đổi hướng,
Bởi vì cái nguyên lý đỉnh và đáy của lăng kính, ánh sáng khi mà đi qua lăng kính thì sẽ đi về phía đáy và làm cho hình ảnh của nó di chuyển cảm giác về phía đỉnh. Chính vì vậy mà với những bàn mà bị lắp ngoài thì sẽ được điều chỉnh bằng lăng kính đáy trong, những bàn bị lắp trong thì sẽ được điều chỉnh bằng lăng kính đáy ngoài. Tương tự với cái trường hợp lắp đứng là những bàn mà lắp trên thì sẽ điều chỉnh bằng lăng kính đáy dưới, lắp dưới sẽ điều chỉnh bằng lăng kính đáy trên. Ví dụ như với một bệnh nhân này thì chỉ cần phải điều chỉnh lăng kính ở cả hai mắt với hai loại đáy lăng kính khác nhau. Ví dụ ở bên phía mắt trái của chị ấy thì sẽ cần phải điều chỉnh bằng lăng kính đáy ngoài. Các bạn sẽ thấy là cái phần đáy của nó khá là dày, nó nằm ở phía bên ngoài. Trong khi với mắt phải của chị ấy thì là một cái dạng lắc đứng, thì chỉ cần phải điều chỉnh cái lăng kính là lăng kính đáy dưới thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đáy nó rất là dày, nó sẽ quay ở phía bên dưới, còn phần đỉnh ở phía bên trên thì nó rất là mỏng. Nhờ vào cơ chế khúc xạ ánh sáng đi về phía đáy của lăng kính thì giúp chúng ta giải quyết được cái tình trạng là song thị ở bệnh nhân thông qua cái cơ chế là điều chỉnh đường đi ánh sáng để cho ánh sáng nó hồi tụ vào hai vùng võng mạc tương ứng. Từ đó thì hình ảnh ở hai mắt của chúng ta sẽ khá là tương đồng nhau và chúng có thể hợp thị được lại với nhau để giải quyết tình trạng song thị. Và để đánh giá chính xác cái thông số lăng kính chúng ta cần phải cấp xem là nó là bao nhiêu đô hay là nó là đáy trong, đáy dưới, đáy trên hay đáy ngoài thì chúng ta cần phải đánh giá thông qua cái việc là khám chuyên sâu về khúc xạ nhãn khoa về thị giác hai mắt thì chúng ta có thể đánh giá được chính xác cái mức độ lăng kính mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Sau đấy thì cái quá trình cấp lăng kính thì các chuyên gia về khúc xạ nhãn khoa hay các bác sĩ chuyên về khúc xạ nhãn khoa thì sẽ cấp cho các bạn một cái đơn kính bao gồm cái thông số là về công suất này, về đáy này và về khoảng cách đồng tử. Từ đó thì chúng ta sẽ lắp một cái kính để cho đúng đỉnh và đáy. Tuy nhiên thì không phải là cái đơn kính chính xác thì các bạn sẽ có một cái kính chính xác, bởi vì việc mà thực hiện lắp lăng kính nó khá là khó, bởi vì khi mà giả sử cấp một đơn kính đáy dưới và chúng ta lắp nó bị lệch đi khoảng 10 độ hay 15 độ thôi thì nó cũng là tạo ra một cái đáy khác, nghĩa là đáy của nó không còn đáy dưới nữa, dẫn tới là hình ảnh của nó sẽ di chuyển bị lệch đi và cái hiện tượng song thị của chúng ta sẽ không được giải quyết triệt để. Cũng tương tự như là hiện tượng khi mà chúng ta cấp một đơn kính đáy ngoài hay đáy trong và nó bị lệch đi, đương nhiên là lệch từ đáy ngoài mà trở thành đáy trong thì nó sẽ là sai hoàn toàn rồi. Chính vì vậy mà việc mà để mà giải quyết triệt để vấn đề song thị bởi lăng kính thì không phải là các bạn được cấp một cái đơn kính đúng đúng thông số về độ lăng kính, đúng đáy, đúng khoảng cách đồng tử thì các bạn sẽ có một chiếc lăng kính giải quyết được vấn đề, mà nó còn phụ thuộc vào kỹ thuật lắp của kỹ thuật viên hoặc là người lắp cái lăng kính đấy nữa. Chính vì vậy mà cần phải kiểm tra lại chính xác, bởi vì có những trường hợp mà Optum đang đã gặp đấy là các bạn bị lắp trong, đáng lẽ chúng ta cần phải được cấp lăng kính đáy ngoài, có thể là bác sĩ và các chuyên gia đã cấp cho bạn ấy lăng kính đáy ngoài rồi, nhưng mà khi mà các bạn đấy tới khám và được kiểm tra lại, ôi trời, tại sao lại đeo lăng kính đáy trong đó, rồi có những trường hợp mà các bạn ấy bị lệch lăng kính đi 10 15 độ dẫn tới là các bạn phải đeo vẫn nhức mỏi mắt thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại và giải quyết và kiểm tra trước khi mà chúng ta sử dụng cái lăng kính đó. Ngoài ra chúng ta cần biết một số cái ưu và nhược điểm của lăng kính. Lăng kính thì sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề để là song thị, giúp chúng ta hoạt động các công việc thoải mái và đỡ cái tình trạng nhức mỏi mắt và đau đầu. Tuy nhiên một số nhược điểm của nó, ví dụ như lăng kính đánh truyền thống của nó thì nó sẽ bị giới hạn cái công suất lăng kính, ví dụ nó chỉ được tối đa đến 10 điốp, thậm chí là nếu mà có thể cố gắng hơn nó chỉ đến 11, 12 đi ốc thôi. Đấy, nên là những trường hợp mà cái độ lag của chúng ta quá lớn thì chúng ta sẽ rất là khó để giải quyết bằng lăng kính. Tuy nhiên hiện nay thì cũng có một giải pháp tốt hơn, đấy là cái lăng kính dán, lăng kính Fresnel. Ông Năng đã cũng có một video ở trên kênh YouTube rồi, thì nó sẽ giải quyết được cho những bạn mà có cái độ lag lớn, ví dụ 25 đi ốc, 30 đi ốc, thậm chí là 40 đi ốc. Tuy nhiên cái chất lượng quang học của lăng kính Fresnel thì nó sẽ không bằng so với lăng kính truyền thống. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải cân nhắc xem là cái lựa chọn của chúng ta giải quyết vấn đề song thị hay là cái nhu cầu chúng ta là vừa muốn giải quyết vấn đề song thị vừa muốn thị giác tốt. Thì những cái trường hợp mà nếu mà độ lag lớn ấy mà muốn đảm bảo là thị giác tốt, nghĩa là chúng ta có một tầm nhìn rất là rõ, thì khả năng là chúng ta sẽ cần phải cân nhắc phẫu thuật để giảm cái độ lag thì chúng ta mới có thể sử dụng lăng kính truyền thống được. Còn nếu như là chúng ta không thể phẫu thuật được nữa, không thể phẫu thuật hay là không muốn phẫu thuật thì chúng ta có thể sử dụng lăng kính Fresnel thì nó cũng có thể giải quyết được cái tình trạng là song thị cho chúng ta. Thì cái việc mà chúng ta cân nhắc sử dụng cái loại lăng kính nào thì nó phụ thuộc vào các chuyên gia đánh giá cho các bạn cũng như các bác sĩ thăm khám.
thì các bác sĩ sẽ lựa chọn chính xác nhất cái loại lăng kính và cấp cái đơn lăng kính chính xác nhất cho những bạn có tình trạng là song thị hai mắt do tình trạng lag gây ra. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc và khó khăn về cái vấn đề song thị này thì các bạn có thể đặt những câu hỏi ở bên dưới phần bình luận cũng như là tham gia cái nhóm chia sẻ kinh nghiệm điều trị lag có tôi đang ở phần bên dưới mô tả và đặt những câu hỏi trong đấy. Và nếu như là thấy video này là một video hữu ích thì nhớ đừng quên nhấn like cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Optoran. Và những video tiếp theo thì Optoran sẽ hướng dẫn mọi người một số về phương pháp để chúng ta có thể tập huấn luyện thị giác, cải thiện cái vấn đề lag của chúng ta, hay là một số giải pháp khác để chúng ta khắc phục cái tình trạng song thị ở một mắt cũng như là tình trạng song thị do tật khúc xạ cao hay là loạn thị cao gây ra. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.